Rồi kiếm ly cà phê ngày cuối tuần anh em ơi. Mình lên cho anh em 4 cái bình xăng này. Tất cả là hàng zin, tháo xe thái về nha anh em. Mình bán 4 bình này giá 499.000. Thì trong 4 bình này nó sẽ gồm là những bình gì thì mình sẽ đi vào chi tiết luôn ha. Ở đây là có 3 bình trăm mồi và 1 bình trăm. Đó. Thì mình bán 4 bình này giá 499.000. Bao với anh em là hàng zin đã xe thái về. Đủ đồ hết. Anh em mua về làm lại xài nha anh em. Đó, bán dạng tính xác thôi. Đây thì trong đây là có cái bình quay 110 hiệu Sinh Quay nha anh em. Đó. Tất cả là zin tăng đa nha, chưa phục hồi nha. Đó. Đây bình Sinh Quay. Còn đây là cái bình quay nai 110. Đó, bình còn đẹp da xanh luôn nè anh em. Bình KFL, KFLG. Đó, đủ đồ hết nha. Mình bao với anh em bên đây là bên trong là không một lũng nha. Hình thức như hình. Vít tâm ga đâu còn đầy đủ hết. Nguyên zin chưa phục hồi chưa lên cốt. Và tất cả này là hàng zin tháo xe bên Thái về chưa sử dụng tại Việt Nam. Thì mình bán 4 bình này luôn giá chỉ 499.000. Anh em nào xài thì cứ alo mình nha. Đó. Cái bình này là bình của bình quay Thái đời đầu nha anh em. Quay Thái đời đầu. Nó giống rim lùng 99 anh em. Đó, giống rim lùng 99. Hình như là bình này bình rim lùng 99 chứ không phải giống nữa. Bình này bình rim lùng 99, rim lùng béo 99. Đó. Rồi mình bán 4 bình này giá 499.000, anh em nào xài alo mình nha. Giá này mình bán kiếm ly cà phê cuối tuần nha anh em ơi. Càng xài thì alo em nha. 4 bình 499.000. Trong đây là 3 bình là bình zin Kenhin, có cái bình này bình Sinh Quay. Đó.